Không biết huyệt lão khiến xuôi hay ông ta sẽ cho mình chỉ thăm. Mà cách đôi ba hôm tôi không về Bến Tre thì lòng như ta rối ra ngẩn vào ngờ mơ chuyện duyên nghề tình. Giờ gặp người ta nói sao để tỏ thật lòng mình. Ông anh là cô hai à, cùng đi chung một con đường là do sự ngẫu nhiên, có gì đâu nè mà cô hay giận dỗi. Tôi đâu có giận gì ông anh đâu, mà chỉ có điều tôi thắc mắc là tôi đã gặp ông anh nhiều lần, nhiều chỗ mà nhiều sự trùng hợp là nẻo kẻo như sao phải thôi. Đúng. Cô hai à, đó cũng bởi là do hữu duyên thiên lý ngộ tất tại ông trời ạ, nên mới đưa đường dẫn tôi cho con nẻ tôi. Cô hai biết không, mỗi khi nàng mặc chiếc áo đỏ màu khăn kiếm, mắt màu xanh nước biển long lanh, nước da vàng phù sa làm khiến tôi bối rối, nên dù xa mấy tôi cũng về để gặp người thương. Gặp nụ cười Bến Tre. Ông anh ơi, cả một xứ vừa biết mấy quỷ chung tìm một góc Bến Tre cùng tình nồng chan chứa. Tình yêu của anh thật đậm đà cao quý, sao anh không nhớ mỗi mai tính chuyện ta.
đồng cỏ có người chăm sóc, chứ còn cái thương hồ thì sống nước băng đen. Nên đã bao lần tôi về dưới bên trên, nhưng nghĩ tới quẩn mình mà lời thương chưa dám nói. Đợi ánh trăng lên soi đầu cầu chết phải lòng cô gái Bến Tre.